Bodyweight Training là gì? Phương pháp tập luyện hiệu quả không cần dụng cụ. Với lợi thế không đòi hỏi nhiều về dụng cụ tập luyện, chi phí đầu tư đem lại hiệu quả cao. Luyện tập bằng cách sử dụng trọng lượng cơ thể, Bodyweight Training đang là cơn sốt đối với những người trẻ đam mê thể dục thể thao. Nó được coi là tương lai mới của việc tập luyện. Bodyweight Training là một phương pháp tập luyện không cần tới tạ hay các thiết bị hỗ trợ phức tạp, chỉ sử dụng chính trọng lượng cơ thể để tập. Nó còn có tên gọi là Calisthenics. Calisthenics là một phương pháp tập luyện chỉ sử dụng chính trọng lượng cơ thể để luyện tập. Từ Calisthenics bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại, với Kalos là vẻ đẹp, Sthenos là sức mạnh. Theo một giả thuyết khác thì Calisthenics được đặt tên theo sử gia Hy Lạp là Calisthenes. Tập Calisthenics sẽ giúp bạn có được sự dẻo dai, cơ bắp săn chắc mà cơ thể vẫn uyển chuyển, sức bền và khả năng chịu đựng được đẩy lên cực hạn nhờ ý chí và chính sự kiên nhẫn của người tập được bồi đắp mỗi ngày. Mặc dù không dùng đến tạ, nhưng cơ bắp của người tập Calisthenics vẫn phát triển, cơ bắp được tạo nên bởi Bodyweight Training rất bền vững. Về lợi ích tập của Bodyweight Training, đầu tiên là tập luyện không cần dụng cụ. Tập luyện Bodyweight Training được coi là tương lai của việc tập luyện, với ưu điểm là bạn không cần phải sử dụng những dụng cụ lỉnh kỉnh trong phòng tập gym. Hơn nữa, đa phần giới trẻ hiện nay cuộc sống và công việc rất bận rộn, không phải ai có khoảng thời gian rảnh rỗi cố định mỗi ngày, nên việc tới phòng gym bữa được bữa cái rất hay xảy ra, tốn kém, hiệu quả thấp sẽ khiến bạn dễ dàng chán nản và cuối cùng là bỏ tập. Với Bodyweight Training thì ngược lại, bạn không cần thiết phải đến phòng tập, không cần đóng tiền phòng tập hàng tháng, có thể tập mọi lúc mọi nơi vì dụng cụ chính là cơ thể của bạn. Bạn có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi với nhiều bài tập khác nhau và không cần phải đến phòng tập. 2. Tránh mất cân bằng cơ. Hơn thế, đối với gym, đa phần các bài tập tác động đến từng nhóm cơ riêng lẻ. Điều này giúp bạn dễ dàng chọn những bài tập mình thích. Nhưng với người mới tập sẽ dễ mắc phải sai lầm, chỉ chọn một số nhóm cơ nhất định. Điều này dẫn tới việc cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng. Bạn lại không phải lo chuyện mất cân đối trong tập luyện hay chấn thương tiềm ẩn do lâu dài những bài tập cực kỳ đơn giản để có thể thực hiện đúng kỹ thuật động tác. Khiến cơ thể mất cân đối nghiêm trọng, khối lượng và kích thước cơ bắp phát triển mạnh, nhưng các nhóm cơ cốt lõi lại rất ít tác động đến, dẫn đến chấn thương tiềm ẩn trong tương lai. Mất cân đối thường xảy ra khi các bạn nam đi tập gym và chỉ tập trung phần thân trên, bỏ qua ngày tập chân. Bạn thử tưởng tượng một chàng trai với vai ngực vạm vỡ, nhưng đôi chân gầy khẳng khiu, trên to dưới nhỏ thì cũng không có thẩm mỹ chút nào, đúng không nào? Thứ ba là tăng độ dẻo dai. Bodyweight Training cho bạn rất nhiều thứ chứ không phải vẻ đẹp cơ bắp. Bên cạnh đó, Bodyweight Training còn có một số lợi ích như tăng độ dẻo dai và sự cân bằng cho cơ thể, rèn luyện ý chí và sức chịu đựng cho người tập. Bên cạnh đó, bộ môn này còn giúp rèn luyện ý chí, tăng sức chịu đựng cho người mới tập và những động tác thử thách đòi hỏi kỹ thuật cao và sự bền bỉ. Vậy ai nên tập Bodyweight Training? Câu trả lời là cả nam và nữ đều phù hợp với Bodyweight Training. Tuy vậy, cấu tạo cơ thể linh hoạt và sự dẻo dai của phụ nữ dễ dàng tập Bodyweight Training ở cấp độ căn bản. Tuy nhiên, khi độ khó của các cấp tăng dần thì sức mạnh hình thể của nam giới giúp tập luyện đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, những người từng chấn thương không nên tập các bài tập bodyweight có phức tạp cao bởi ảnh hưởng đến chấn thương cũ. Những lưu ý khi tập bodyweight training. Tương tự như thể hình, bodyweight training cũng có những nguyên tắc nghiêm ngặt phải tuân theo. Bạn phải kiên trì, bất cứ bộ môn nào cũng phải đầu tư thời gian, công sức để tập luyện. Thành quả không thể đến trong ngày 1, ngày 2 mà phải là một quá trình. Trước hết phải nắm rõ kỹ thuật của các bài tập cơ bản, mọi thứ phải bắt đầu từ đơn giản cho tới phức tạp, từ từ xây dựng chứ không được nhảy cóc. Bạn cần thực hiện động tác đầy đủ, hiệu quả của bài tập của cả quá trình không thể hiện rõ nếu bạn tập không đúng, tập đủ. Cuối cùng bạn nên nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý. Nghỉ ngơi và dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp cơ bắp của bạn phát triển đầy đủ, bồi dưỡng sự dẻo dai, khỏe mạnh cho cơ thể. Vừa rồi là những chia sẻ của mình, còn sau đây là một số những bài tập bodyweight được những tù nhân Mỹ tập luyện. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.
came and tucked you into my heart.